Chào anh em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Video này mình sẽ review một siêu đồng hồ thông minh như điện thoại mini trên tay. Đó chính là chiếc Z-Blade Thơ 6 với cấu hình khủng nhất trong thế giới smartwatch. Xin mời anh em xem review của tôi. Z-Blade Thơ 6 là smartwatch flagship killer mới nhất từ Z-Blade. Quái vật Thơ 6 là đồng hồ thông minh đầu tiên chạy hệ điều hành Android 10. Cấu hình siêu khủng khiếp với con chip Helio P22 có trên rất nhiều smartphone tầm trung. Tiếp đến là có RAM 4GB và bù nhớ trong 64GB. Hiệu năng mạnh gấp 2 lần so với Z-Blade Thơ 5 Pro. Dung lượng pin là 830mAh với thời gian sử dụng như hãng công bố trung bình là 2,5 ngày. Gọi điện thoại liên tục trong vòng 6 tiếng. Và xem video trong 5 tiếng, thời gian sạc rất nhanh, 1 tiếng lên 75% pin. Thơ 6 sở hữu hai camera 5 megapixel, bao gồm một camera ngay trước máy để chụp hình tự sướng hay là gọi video call. Camera ở thân máy cạnh nút dành cho anh em làm điệp viên, hình sự thôn hay là cục tình báo và phóng viên. Nhờ có chip Helio P22 nên Thơ 6 có cảm biến Face ID, mở khóa gương mặt xịn sò. Tất nhiên là máy cũng sẽ có lắp SIM 4G. Đi kèm Bluetooth 5.0 và có GPS, Wi-Fi hay là đo nhịp tim. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc Thơ 6. Cái máy thì mình đã lấy ra để trải nghiệm từ trước rồi. Mặc dù là một chiếc đồng hồ flagship killer cao cấp, nhưng mà trong hộp làm khá là đơn giản. Có kèm một cái giấy hướng dẫn, tất cả đều là tiếng Anh. Và cuối cùng là một cái dây sạc thôi. Khá là lạ khi mà cái dây sạc này mình thấy rất là giống với các cái dây sạc ở trên các cái đồng hồ giá rẻ 500k 1 triệu. Cái dây này cũng để kết nối với máy tính luôn. Thiết kế của chiếc Thơ 6 Pro này nó hầm hố và đẹp hơn rất nhiều so với chiếc Thơ 5. Ô, vừa rơi cái gì nhỉ? Ui, một con ốc anh em ạ. Lần đầu tiên mình review một cái đồng hồ mà rơi cả ốc. Một bên ốc đã bị rơi từ trước. Có vẻ như là cái hãng này nó gia công không được ok cho lắm. Mà cái máy này là cái máy mới nhá, chứ không phải là cái máy line new hoặc là mình tháo ra mình nghịch rồi đâu. So sánh với chiếc Thơ 5 Pro này, nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Kích cỡ của chiếc Thơ 6 là 54mm, chỉ phù hợp với anh em tay to mà thôi. Và cái chiều dày của nó lên tới 17.8mm. Nó có cái cục pin 830mAh, cho nên là nó dày thì cũng sẽ đúng thôi. Phần khung bảo vệ màn hình này được làm bằng gốm ceramic rất là sang trọng, cứng cáp và bóng bẩy. Ở các cái điểm nhấn có phần ốc vít này, cho cái cảm giác liên tưởng rất là giống với thiết kế của Garmin Fenix. Ở phần bên trên anh em sẽ thấy có một cái camera, nó chỉ là 5 megapixel để anh em tự sướng hay là video call. Khung ở thân máy được làm bằng nhựa cho nên là nó rất nhẹ. Ở đây anh em sẽ thấy có một cái lỗ mic này. Phần bên phải thì sẽ có hai nút, một nút là để bật tắt màn hình. Cái nút còn lại là để back. Và đây sẽ có một cái camera ở phần hông. Và rất dễ bị nhầm cái nút này là cái nút để bấm. Thỉnh thoảng mình cũng nhầm mình cứ bấm vào đây. Kế đến thì phần dưới này là giải loa. Đằng sau thì cũng làm bằng nhựa thôi. Đây là cái phần chân sạc, cảm biến đo nhịp tim. Và đây là để tháo ra, lắp SIM. Mình sẽ tháo thử cho anh em xem. Cái phần khay này nhá, nó có cái cao su cho nên là nó cũng chống nước được. Nhưng mà cái máy này mình chưa rõ cái tiêu chuẩn chống nước là bao nhiêu. Đây em chỉ cần tháo ra để lắp SIM thôi. Dây đeo là một cái điểm mà mình không thích. Nhìn nó khá là rẻ tiền, nó cứ bóng bóng ấy. Và đeo rất là bí tay. Nếu mà mình đeo lâu nhá, nó sẽ bị lằn lên như này. Anh em có thể thay được cái dây cỡ 22mm. Đây mình thay thử một cái dây ra vào. Nhìn trông khác hẳn luôn. Kích thước màn hình hiển thị của chiếc Thơ 6 này là 1,6 inch màn dạng LCD. So sánh cùng với chiếc Thơ 5 Pro này thì em thấy là cái Thơ 5 nó sẽ bị khuyết một phần. Đây là cái cảm biến ánh sáng. Còn chiếc Thơ 6 không có, cho nên là nó sẽ không có cảm biến ánh sáng màn hình đâu. Màn hình so với chiếc Thơ 5 Pro, tuy nó là đời cũ nhưng mình thấy là về độ sáng hay là độ sắc nét thì chiếc Thơ 5 Pro này vẫn ngon hơn so với chiếc Thơ 6 đời mới. Đánh giá về màn hình thì mình thấy chất lượng hiển thị ở mức trung bình, màu sắc không đẹp, độ sắc nét không cao, nhìn gần vẫn thấy độ rỗ điểm ảnh. Màu đen không sâu nhưng mà nếu nhìn ngoài trời thì rất dễ nhìn. Về giao diện và tính năng thì như anh em đã biết, nó chạy Android 10. Vuốt từ trên xuống là thành trạng thái, sẽ rất giống với điện thoại Android có bật tắt Wi-Fi, Bluetooth này, mạng hay là cái này là cái GPS. Vuốt từ dưới lên sẽ là vào hoạt động hàng ngày. Do tay mình có mồ hôi với lại máy này cảm ứng thỉnh thoảng nó không được mượt lắm. Vuốt từ trái sang sẽ là vào phần thông báo với điện thoại.
hoặc là có cuộc gọi hay tin nhắn đến. Từ phải sang đây sẽ là menu router, điện thoại này, là phần danh bạ. Cái icon vàng vàng của chữ ngắn gọn này lại chính là tin nhắn. Dịch nghe khá là buồn cười, cài đặt này. Kho mặt đồng hồ, có rất là nhiều mặt nhưng mình thấy là cái mặt nào cũng xấu. Đây, cái mặt này là mặt mình thấy xấu nhất luôn. Phần thiết lập màn hình này, phần trên là để chọn cái mặt đồng hồ. Kiểu trình này em sẽ thấy là có khoảng 4 kiểu trình khác nhau. Nhưng mình sẽ chọn cái này để nó có cái phần chữ tiếng Việt cho anh em dễ hiểu. Trình duyệt web này. Máy ảnh thì chút nữa mình sẽ nói chi tiết về nó. Đây là album ảnh. Đây là lịch. Lại dịch thành color. Đấy. Nhịp tim. Cái này anh em sẽ phải xem đây là báo thức, tại vì dịch nghe khá là mơ hồ. Đây là cái phần nghe nhạc độc lập. Đây là ghi âm thì lại dịch thành cái âm thanh. Phần này là các tính năng dành riêng cho đồng hồ. Cái Link Start này khi bật lên nó sẽ tiết kiệm pin hơn, là vì nó sẽ ngăn các cái ứng dụng chạy ở chế độ nền khi mà màn hình tắt. Đây là khóa màn hình. Face Unlock này sử dụng luôn cái camera này để quét giống như ở trên các cái smartphone. Đây là ứng dụng bên thứ ba. System Work Mode này rất là thông minh khi mà nó có cả chế độ hiệu suất này, sử dụng để cho anh em chơi game hoặc xem video. Nhưng mà nhiệt độ máy thì nó sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc là nó sẽ tốn pin hơn. Cái này là đóng băng ứng dụng. Đây là trợ ứng dụng của máy, nghe có vẻ to nhưng mà thực ra thì nó chỉ có đúng một ứng dụng thôi. Đây là cái phần tập luyện này. Tiếp theo thì đây sẽ là cái phần để kết nối với điện thoại. Remote chụp ảnh này, khiển nhạc hay là tìm điện thoại. Đây mới là trợ ứng dụng chuẩn. Google Play, cái mà anh em muốn nhất. Đây là Google Maps này. Những app này là mình cài thêm. Vuốt sang phải là các chế độ tập luyện. Thỉnh thoảng họ dịch khá là cute, chạy ngoài cửa này. Hoặc ở dưới đây có cả con thoi, thực ra là cầu lông ấy. Khá là tiếc cho chiếc Thor 6 là GPS chỉ để dùng Google Maps và định vị thời tiết thôi. Còn cái quan trọng để vẽ quãng đường tập luyện thì nó lại không dùng. Để thoát các ứng dụng chạy ngầm, em sẽ giữ lì vào nốt nguồn. Chọn xuống phần công việc gần đây. Đó, thấy các cái ứng dụng nào mà em muốn thoát thì sẽ gạt sang. Hoặc thoát hết thì em sẽ chọn cái hình thùng rác. Bây giờ thì xem kỹ phần cài đặt này. Có wifi, mạng di động mình đã tắt rồi. Có cả chia sẻ kết nối, dùng để phát wifi cũng hay. Kết nối Bluetooth, phần này để anh em xem các cái ứng dụng cài hoặc là cấp quyền. Đó, anh em thấy phần cài đặt mình đã để mắc 100% nhưng mà nhìn vẫn thấy tối tối. Nhấc lên để đánh thức này, hoặc là khi có thông báo đến thì nó sẽ sáng màn hình. Âm thanh, cái này cũng giống như là các cái điện thoại Android thôi. Bộ nhớ này, còn 49GB. Công nhận là cái bộ nhớ của cái đồng hồ này khủng thật, 64GB. Để kết nối với điện thoại cả iPhone và Android, anh em bà con tải cái app WeWear về. Cái giao diện trên iPhone anh em xem ở bên trái, chỉ cần quan tâm đến cái phần này. Coi phần thông báo thôi. Đây là tất cả các ứng dụng mà nó sẽ thông báo. Anh em sẽ chọn thêm cái phần này để hiển thị tất cả các thông báo khác. Hoạt động hàng ngày này, chế độ tập luyện và kho mặt đồng hồ có rất rất nhiều luôn. Đây là game, anh em sẽ chỉ thấy có 5 game thôi và toàn mấy cái game tào lao. Tính năng bảo mật Face ID Unlock, đây là một tính năng không xa lạ gì thường có trên smartphone. Nhờ chip Helio P22 có hỗ trợ tính năng này, quét nhận diện khuôn mặt chủ nhân thông qua camera phía trước để mở khóa đồng hồ. Mình thấy tính năng này rất hay và nhạy, đưa lên mặt nhẹ là mở khóa liền. Mình cũng thử mặt người khác thì máy báo lỗi luôn. Khá hữu ích với anh em quan tâm đến bảo mật cá nhân. Chơi thử game Liên Quân trên Thor 6. Với chơi game, mình bật hiệu suất để máy chạy mượt mà ổn nhất. Thời gian chơi trong khoảng 10 phút thì máy tụt 9% pin. Khi chơi, máy cầm cảm giác hơi nóng nhẹ. Mình khuyên anh em là có ý định mua để chơi game thì không nên. Thỉnh thoảng giải trí thì ok, bởi vì các game hay ứng dụng dành cho điện thoại sẽ bị thu nhỏ, crop bé xíu ở đồng hồ. Nên khung hình hiển thị sẽ bị cắt bớt, ví dụ như ở Liên Quân, anh em sẽ thấy không có icon đánh, không thấy map, các tính năng quanh bốn góc màn hình sẽ không sử dụng được. Tương tự như ở lướt Facebook hay các ứng dụng khác cũng vậy. Ngoài ra thì cảm ứng cũng không nhạy, bấm bàn phím hay thao tác cũng rất khó khăn. Chất lượng vàng.
chiếc Pulse 6 này anh em thấy nó không phải là vấn đề, nghe rất to và rõ ràng. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, hình như em nói em sai. Đó, như em thấy chất lượng loa thoại nghe gọi của nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ thử nghe ở trên YouTube. Mấy cái bài này sẽ rất là bị dễ dính bản quyền. Mình sẽ thử nghe của mình đây. Hoặc có thể xem lướt TikTok chơi. Thời lượng pin sử dụng thực tế, mình dùng trong các cái tác vụ như là nghịch, chơi game, nghe gọi khoảng chục cuộc, không nhận thông báo, linh tinh các cái tác vụ khác thì trung bình sử dụng khoảng một ngày. Thời gian pin chờ xem giờ ít sử dụng cũng khoảng 2 ngày. Đối với một máy nhiều tính năng thì pin như này trong mức tạm chấp nhận được. Thời gian sạc khá nhanh, mình sạc test thử trong khoảng thời gian gần 1 tiếng, lên tới 65% pin, nên vấn đề pin xài trung bình một ngày cũng không thành vấn đề. Test chụp ảnh quay phim thì đây là một số ảnh chụp tự sướng, máy có camera 5 megapixel nên gọi là chụp cho vui thôi, chứ mục đích chính của camera trước là để gọi video call. Đây là đoạn quay video ngắn mình quay được Thor 6, chất lượng khá là cồi nhưng mà quay chơi chơi trong vài trường hợp cần thiết thì cũng rất là hữu dụng. Đánh giá cá nhân của mình về Gblade Thor 6 với mức giá khoảng 170 đô, anh em sẽ có một điện thoại mini có lắp sim nghe gọi và cấu hình tốt để thỉnh thoảng giải trí ngay trên cổ tay, rất phù hợp với những anh em thích lướt web, Facebook, xem YouTube trên đồng hồ. Nhược điểm là màn hình máy không đẹp, thời lượng pin ở mức trung bình, máy khá to, kén người đeo. Vậy anh em có ý kiến gì khác về Gblade Thor 6 hay cũng như muốn mình đánh giá thêm về smartwatch nào? Hãy để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ phản hồi mọi bình luận của anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.